Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Giáp Thìn, nhân ngày hợp lệ, tại văn phòng Ban trị sự Chùa Nhân Phước, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành tổ chức lễ Bố Tát tập trung và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 8 ngôi tự viện trong địa bàn huyện. Thể theo tinh thần giới luật và sự chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trước khi bắt đầu phiên họp lệ, Chư Tổng Đức Tăng Ni có thời Bố Tát tập trung, trung tuyên Bồ Tát Giới Kinh. Chư Tổng Đức thực hiện pháp Yết Ma tụng giới, Thượng tọa Thích Hải Châu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Phó trưởng Ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Tiền Giang, đại diện cho đại chúng trùng tuyên giới luật. Buổi lễ Bố Tát diễn ra trang nghiêm và thanh tịnh. Chứng minh và tham dự phiên họp lệ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Dưỡng Đức, Phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng ban trị sự, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Đức Minh, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Minh Bửu, Đại đức Thích Nguyên Hiển, đồng phó văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Hải Châu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Phó trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Minh Ngộ, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện, Đại đức Thích Lệ Huệ, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện, Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban trị sự Phật giáo huyện, Chư Tổng Đức, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo huyện, trụ trì các tự viện trong huyện Châu Thành đồng tham dự. Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Đỗ Tấn Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Tiền Giang, bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh, ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng phòng BA02 Công an tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc thuộc Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang, ông Phan Thanh Danh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, ông Nguyễn Phục Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, ông Cao Văn Hiệp, Trưởng phòng Nội vụ huyện, ông Phạm Ngọc Lâm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo quý ông bà các xã Tân Lý Tây, Dưỡng Điềm, Bình Trưng, Bạn Long, Dị Bình, Long An, Bình Đức, Sông Thuận đồng tham dự. Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng ban trị sự, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành phát biểu khai mạc phiên họp. Đại đức Thích Đức Phát, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, thông qua chương trình phiên họp với các nội dung triển khai các công văn trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các văn thư Ban trị sự Phật giáo tỉnh, báo cáo các hoạt động Ban trị sự Phật giáo huyện trong tháng qua, báo cáo các hoạt động Phật sự của ngành trực thuộc và triển khai một số Phật sự sắp tới. Tại buổi họp, Chư Tôn Đức đại diện các khu vực báo cáo công tác Phật sự cũng như đưa ra một số ý kiến thắc mắc nơi các tự viện, đặc biệt là các ý kiến về vấn đề thành lập ban quản trị. Dịp này, tại phiên họp được sự cho phép của các cấp lãnh đạo giáo hội, sự đồng thuận của các cấp chính quyền, Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã trang nghiêm tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì cho 8 chùa trên địa bàn huyện Châu Thành, trong đó gồm các chùa: chùa Phước Long, ấp Tây, xã Dưỡng Điềm cho Đại đức Thích Minh Thuận; chùa Phước Long, ấp Tân Phú, xã Tân Lý Thay, bổ nhiệm cho Đại đức Thích Lệ Thuận; chùa Hội Phước, ấp Bình Thới B, xã Bình Trưng, bổ nhiệm cho Đại đức Thích Duận Tài; chùa Bửu Linh, ấp Long Trị, xã Bằng Long, bổ nhiệm cho Đại đức Thích Thiện Minh; chùa Linh Sơn, ấp Long Thới, xã Long An, bổ nhiệm cho Đại đức Thích Huyền Thiện; chùa Linh Sơn, ấp Trung B, xã Nhị Bình, bổ nhiệm cho Đại đức Thích Đức Minh; chùa Linh Thứ Ba, ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, bổ nhiệm cho Ni Sư Thích Nữ Trung Bảo; chùa Thiên Phước Ni, ấp Mỹ Hòa, xã Sông Thuận, bổ nhiệm cho Sư Cô Thích Nữ Minh Định. Thay mặt Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Đức Minh đã tuyên đọc quyết định và cung thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh trao quyết định đến các tân trụ trì. Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng ban trị sự, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành cũng đã tặng quà của ban trị sự khích lệ đến các vị tân trụ trì. Tại phiên họp, ông Phạm Ngọc Lâm, huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thay mặt lãnh đạo các cấp chính quyền phát biểu chúc mừng đến 8 vị vừa được bổ nhiệm trụ trì, mong rằng với vai trò và trách nhiệm mới của các vị cố gắng xứng đáng với những gì mà thầy và quý vị đã truyền trao. Bên cạnh đó, luôn tích cực đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.
Ông Phạm Ngọc Lâm cũng đại diện chính quyền hứa sẽ cố gắng giúp đỡ các tự viện trong các thủ tục hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất tôn giáo và hồ sơ thành lập ban quản trị. Ông cũng mong rằng trong năm 2024, ban trị sự huyện chỉ đạo hướng dẫn tăng ni cũng như tín đồ Phật tử thực hiện tốt chính sách pháp luật nhà nước, luôn hoạt động đúng theo hiến chương của giáo hội, sống tốt đời đẹp đạo, phát huy cao tinh thần phụng sự đạo pháp, phát triển xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán thán những thành quả mà ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó thấy rõ tâm huyết, nhiệt thành của Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành trên bước đường hoằng pháp và cương vị lãnh đạo. Về các vấn đề của Phật sự sắp tới, Thượng tọa nhấn mạnh ban trị sự Phật giáo huyện cần phải chú trọng các việc như việc quản lý tự viện, kiểm tra rà soát việc xuất gia và bổ nhiệm trụ trì. Ban trị sự tư vấn các chùa chưa chuyển đổi đất tôn giáo, lưu tâm về việc thực hiện thành lập ban quản trị cơ sở tự viện nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành bổ nhiệm trụ trì các cơ sở còn khuyết. Dịp này, Thượng tọa cũng chúc mừng đến các vị tân trụ trì, hy vọng rằng với vai trò mới các vị sẽ cố gắng phụng sự tam bảo, hướng dẫn Phật tử tu học đúng theo chánh pháp. Cuối lời, Thượng tọa cũng bày tỏ lòng tri ân đến quý lãnh đạo chính quyền đã luôn quan tâm hỗ trợ các hoạt động của ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.